Trời ơi, quà tình yêu đổi bằng bàn tay của mẹ. Mẹ ơi, đừng, đừng gọi tên tôi bằng âm thanh triệu mến đó. Ông là một tên tướng cướp giết người. Ông đã lừa dối tôi, đã dẫm bừa lên tình yêu trong chân của đời tôi. Đừng đóng kịch nữa, hãy giữ chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly đó. Và nên nhớ rằng giữa tôi và ông chờ là tối nghiệp cho anh. Chuyện mẹ em bị người ta hãm hại, anh sẽ tìm ra vạch mặt kẻ hung đồ. Xin em chờ qua lạnh lùng mà